Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Đêm tối rồi mà vừa nên cấu hình A15 phiên bản là củ bát củ tép là từ thường. Đây, củ bát đây nặng lắm các bác ạ, phải tầm 8-9 cân cái củ bát này rồi. Đấy, từ 19 con 75. Con này là ZW15 7526 các bác nhé. Đấy. Củ bát này công suất là 450W, công suất khởi chạy, công suất chương trình là 900W, công suất program công suất đỉnh điểm là 1800W, sensitivity là 96 dB. Đây là cái cổ tép em lắp trên cái cấu hình này này các bác này. Đó. Đó, cái xe to thế nhỉ. Cổ tép này em đang sử dụng là cổ model là BM750 các bác nhé. BM750 con này là con 74.4. Dây đồng tròn, không phải là dây đồng dẹt, 14.4. Đây là của bát này PEF các bác nhé. Bát này rất là chất lượng rồi. Con này thì độ nhạy là 96 dB, 96 dB. Cục kèn này thì có độ nhạy là 105 dB. Đấy. Và khi vào phân tần này, đây là phân tần ở bên trong thùng này. Đấy các bác nhé. Phân tần thì bên em vẫn dùng mạch trợ nhôm và có khớp lại linh kiện với thông số của nó để nó tạo ra một cái thông số đo đạc tuyến tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất và hợp lý nhất. Thì đây là của bát các bác nhé. Bát là 40, tức là 15 inch. Đường kính danh nghĩa là 38 cm. Đấy. Và đây là bát gân 2 cân, màng, nắp chấn bụi các cái là đều phủ keo chống nước hết, nên là các bác có dội cả nước vào cái bát này được. Bát này nó rất là đa năng, có thể sử dụng theo kiểu là các bác đánh súp hoặc là các bác đánh full gram nồi đều được. Súp nhưng mà ưu tiên nhá, con này phải có khối lượng thùng, có khối lượng bên trong khoảng tầm 150 lít trở nên thì mới khai thác được cái tiếng của con bát này. Con này đánh tiếng bát khá là hay, khá ưng ý với cái loa này. Thì đây là củ kèn này. Đấy, họng kèn mà em đang dùng đây. Họng kèn này thì có góc mở trái phải. Như thế này các bác đang xem là góc mở trái phải là 90 độ, mà góc mở lên trên xuống dưới góc mở trái phải là 75 độ, góc mở lên trên xuống dưới là 50 độ các bác nhé. Đấy. Thì đây là các bác đang xem thực tế đây, bên trong thùng đây là chưa có một tí bông tiêu nào hết, nhưng con này có thể tự tin chưa các bác. Các bác nắp vào, các bác chơi ban nhạc nai ben, hoặc là các bác làm chương trình sự kiện tiệc cưới, hoặc là cà phê phòng trà, các bác chỉ cần một cặp này có thể chơi nguyên cả một ban nhạc luôn, không cần súp cũng có thể đánh tốt luôn, bởi vì khối lượng bên trong thể tích thùng này gần 200 lít các bác nhé. Khối lượng các bác nhìn trong này thôi, gần 200 lít bên trong thùng này. Khối lượng lớn như thùng súp luôn, nên là nó cộng hưởng cái tiếng bát nên kinh khủng luôn. Và hơn nữa là dòng này các bác đi xa 10, 15, 30 mét nghe tiếng bát nó vẫn đẩy, nó vẫn nực, cảm tưởng như là có súp ấy. Đây là cái điểm cộng của cái dòng A15 bên em thiết kế để cho cái lực đánh và cái chất âm của nó ra một cách tốt nhất. Như các bác thấy đây, cụ bát vừa rồi em chưa đấu dây, và đây là đang để bát vào trong thùng và vỗ màng thôi, nghe tiếng rất là nực, nó đùng 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 nên nghe tiếng rất là ghê. Thì đây cụ kèn em đang dùng là cụ từ thường nhá, bát tép từ thường. Với cấu hình này thì giá nên cho các bác 7.9 triệu trên một đôi, bao ship. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm các bác nhé. Video demo thì em sẽ quay trong clip lần sau, và trong clip lần sau ấy thì em sẽ cố gắng mời ca sĩ và chị demo có một chiếc được nhé. Em sử dụng có một chiếc này thôi. Em đặt điều kiện là họng kèn tại điều kiện là 2 mét và đứng gần như trực diện với loa, không có lượn trái lượn phải, bởi vì các bác này cái kèn này này mà trái phải tối đa được có 75 độ, nên trên xuống dưới là 50 độ rồi thì nó chỉ tầm trung thôi, tầm trung thôi. Đấy, còn nếu các bác mà chơi đánh ban nhạc lớn, hoặc là các bác mà có điều kiện các bác treo cái loa này lên cao tầm 3 mét, xong là nghiêng 10 độ, ui nó qua trò dễ nhảy luôn. Mà hơn nữa trong cái dòng này treo cao ấy, nó không bị suy hao cái tiếng bát, cái tiếng giải bát giải trung trầm của dòng này nó không bị suy hao như là các dòng như là A15 nó sẽ bị suy hao khi các bác treo cao lên, nhưng cái dòng này nó không bị suy hao. Đấy là điểm đặc biệt của A15 bên em thiết kế các bác nhá. Khối lượng thùng gần 200 lít. Đây, một cái bình nước này là 20 lít này. Đấy. Các bác có điều kiện các bác nhé, bịt kín cái đằng sau thùng vào, bịt kín không để một tí nước nào chảy ra, xong là các bác cứ bơm nước. Đấy, xong là đặt cái thùng này lên cân. Ví dụ thùng này chưa thùng không thôi là bỏ hết củ bát ra nhá. Thùng không thôi ví dụ là tầm 18 cân đi, xong là các bác bơm đầy đến tận miệng này, kiểu gì cũng phải hơn 200 kg. Đấy, nói trước các bác thế, bởi vì khối lượng thể tích nước, khối lượng không khí là tương đương với nhau các bác nhé. Nước đây là dạng là nước tinh khiết, còn nếu mà các bác đổ dạng như là dầu thì nó lại khác rồi, nó chỉ được cũng còn là 200 lít nước thôi, nhưng mà thực tế là có cân được có chưa đến 200 kg. Đấy là khối lượng như thế nhé các bác nhé. Đây là em tả thế là các bác hình dung. Ok, các bác nào quan tâm đến dòng A15 này thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip test lần sau. Hôm nay là giới thiệu các bác nhé, giới thiệu này thôi, quay điều kiện hơi xấu mong các bác thông cảm.